Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, thưa đồng bào, đồng chí. Tiếp nối chương trình là lễ diễu hành quần chúng chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập xã Diễn Nguyên với chủ đề Diễn Nguyên 60 năm xây dựng và phát triển. Đề nghị các khối diễu hành chỉnh đốn lại đội hình để chuẩn bị bước vào lễ diễu hành quần chúng. Chúng tôi thông báo là thứ tự sau quốc kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, hồng kỳ là các khối đại diện cho thế hệ trẻ, các tổ chức đoàn thể, y tế giáo dục, và sau đó là đến các khối của các làng, từ đơn vị Tân Cảnh đến đơn vị Tân Châu. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời đồng chí Bùi Đức Hòa và đồng chí Lê Thị Trúc lên vị trí điều hành. Xin chúc tất cả mọi người và chuẩn bị đứng dậy để chúng ta chứng kiến và làm diễu hành. Kính thưa các chủ tịch quý, kính thưa quý vị đại biểu, cho toàn thể nhân dân, cùng đồng bào, đồng chí và các bạn, chúng ta đã và đang được chứng kiến những phút giây thiêng liêng nhất, trọng đại nhất với niềm vinh dự và tự hào về một vùng quê có truyền thống cách mạng trong hai cuộc kháng chiến ác liệt. Diễn Nguyên là một địa bàn chiến lược quan trọng, giặc tiến là đánh, giặc đi là sản xuất, chi viện kịp thời sức người sức của cho tiền tuyến. Theo dòng chảy thời gian của lịch sử, tháng 11 năm 1923 thực hiện chủ trương thiết lập địa giới hành chính, các xã được chia thành 4 xã gồm Diễn Đồng, Diễn Thái, Diễn Nguyên, Diễn Nguyên, và từ đây hai tiếng Diễn Nguyên đã trở thành tiếng gọi thân thương của người dân về vùng quê yêu dấu. Diễn Nguyên hai tiếng quê hương qua bao đời vẫn kiên cường thủy chung, bất chấp quê vẫn một lòng, người trên quê giữ hiếu trung bảo toàn. Nơi đây đã chứng kiến và ghi dấu bao sự đổi thay, bao biến cố thăng trầm trong lịch sử dân tộc. Các thế hệ bao đời đã cố kết cùng nhau chế ngự thiên nhiên hà khắc và chống giặc ngoại xâm để xây dựng nên một diện mạo Diễn Nguyên hôm nay rạng rỡ trong niềm kiêu hãnh, vinh dự và tự hào. Hôm nay lớp lớp con cháu Diễn Nguyên tụ hội về đây không chỉ chứng kiến những giây phút thiêng liêng trọng đại của buổi lễ, mà còn là niềm khao khát mong chờ được tìm về cội nguồn để ôn cố tri ân, về với vùng quê yêu dấu với bao thế hệ đã đi qua làm nên lịch sử trên mảnh đất thiêng liêng này. Đây cũng là dịp để nâng cao tầm nhận thức, giáo dục truyền thống cho thế hệ hôm nay biết quý trọng và không ngừng phát huy những giá trị văn hóa mang đầy tính sử thi và thực hiện hiện thực về mảnh đất Diễn Nguyên, thể hiện tâm nguyện từ đáy lòng mình. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xa nhà xin được chào mừng các vị khách quý, quý vị đại biểu, quý khách gần xa cùng đồng bào, đồng chí và các bạn về dự lễ kỷ niệm 60 năm xã Diễn Nguyên xây dựng và trưởng thành. Trong những ngày nay, chúng ta đồng hành cùng cả nước long trọng chào mừng kỷ niệm 83 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ngày 18 tháng 11. Phát huy truyền thống cách mạng, đảng bộ và nhân dân xã Diễn Nguyên đang nỗ lực phấn đấu trong mọi phong trào, ổn định về chính trị, kinh tế xã hội ngày càng phát triển, quốc phòng an ninh giữ vững, điện, đường, trường, trạm, khang trang. Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể địa phương vững mạnh xuất sắc. Phong trào văn hóa xã hội ngày một nâng cao, xã đạt chuẩn quốc gia y tế, ba trường học nhiều năm liền được công nhận trường tiên tiến xuất sắc, xã luôn đạt danh hiệu xã tiên tiến về giáo dục, tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 80%, gia đình thể thao đạt trên 30%, đến nay 7/7 làng đạt danh hiệu làng văn hóa, 3/3 trường đạt danh hiệu đơn vị văn hóa, 3 dòng họ đạt danh hiệu dòng họ văn hóa, các làng văn hóa, đơn vị văn hóa, dòng họ văn hóa luôn giữ vững danh hiệu và tiếp tục phát huy. Kính thưa các vị khách quý, quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, ngay giờ phút này chúng ta sẽ được chứng kiến khối nghi thức đang từ từ tiến vào nơi này. Máu đào của các liệt sĩ đã nhuộm cho lá cờ tổ quốc thêm đỏ thắm, sự hy sinh của các liệt sĩ đã làm cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ
vàng năm đại, là linh hồn và sức mạnh Việt Nam trong kháng chiến và niềm tin mạnh liệt nay bình yên thắm thiết mối giao hòa. Cùng toàn thể nhân dân, ngay giờ phút này chúng ta được chứng kiến với nghi thức đang từ từ tiến vào hiện đại. Đi đầu lá quốc kỳ đỏ thắm, một biểu tượng thiêng liêng gần gũi của người dân nước Việt, là linh hồn của tổ quốc, của non sông đất nước Việt Nam, được kết tinh từ hàng triệu dòng máu của lớp lớp người con đã chiến đấu quên mình cho tổ quốc. Máu đào của các liệt sĩ đã nhuộm cho lá cờ thân tươi thắm, sự hy sinh của các liệt sĩ đã làm cho đất nước ta nở hoa độc lập. Kết quả thì sao, nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ, sự hy sinh cao cả ấy đã làm lặng danh non sông đất nước hôm nay. Lá quốc kỳ với sao vàng là linh hồn và sức mạnh Việt Nam trong kháng chiến và niềm tin mãnh liệt nay bình yên thắm thiết mối giao hòa. Đang tiến vào lễ đài là chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng giải phóng dân tộc, vị cha già muôn vàn kính yêu của nhân dân Việt Nam. Người thân đó thanh cao lồng lồng, gương mặt người tỏa sáng lung lung, đôi mắt long lanh nhìn chúng con âu yếm, giọng nói cười đầm ấm bao la, vẫn đôi dép cao su chất thân ca phi vàng giản dị. Chúng ta nhiệt liệt chào mừng khối hồng kỳ đang diễu hành qua lễ đài. 60 ngọn cờ biểu trưng 60 năm xây dựng, giữ nguyên xây dựng và phát triển. 68 năm qua, hình bóng cờ hồng giữa trời thu tháng 8 luôn nhắc nhở lớp lớp con cháu về truyền thống hào hùng trên quê hương cách mạng năm xưa. Ngày nay trên trận tuyến mới, chúng ta phải nâng cao tinh thần đoàn kết để tăng cường sức mạnh vững vàng hơn trên con đường đổi mới, đưa quê hương tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trong xu thế hội nhập và phát triển. Đang tiến vào lễ đài là lực lượng tuổi trẻ xã nhà, là đội bì, là cánh tay đắc lực của đảng, là niềm tin hy vọng về tương lai tươi sáng của dân tộc. Thế trẻ hôm nay đang khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện, họ đang tự khẳng định vị thế của mình trước vận mệnh dân tộc và tương lai đất nước. Suốt 60 năm qua, đoàn thanh niên xã Diễn Nguyên đã không ngừng lớn mạnh, xung kích sáng tạo và hoàn thành bất cứ nhiệm vụ khi đảng cần dân muốn, nguyện cống hiến sức trẻ của mình, tích cực tham gia các phong trào tình nguyện, làm tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, đặc biệt là phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xung kích sáng tạo trong sản xuất, chung tay xây dựng nông thôn mới, nhiều tấm gương sáng trong học tập, lập thân lập nghiệp, làm chủ trong lao động sản xuất, kinh doanh, nối tiếp truyền thống quê hương Diễn Nguyên anh hùng. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của đoàn kết hoặc đồng đội trong trường học và trên địa bàn dân cư của liên đội thiếu niên luôn đạt xuất sắc, tuổi trẻ luôn nhận được sự chăm lo giáo dục của đảng bộ, chính quyền và nhân dân, với tình yêu và trách nhiệm của các thế hệ thầy cô giáo, cùng sự phấn đấu thi đua trong học tập và rèn luyện của các thế hệ học sinh, đã tạo nên sức mạnh tổng thể cho phong trào giáo dục xa nhà. Đến với lễ hội hôm nay, với tinh thần tri thức và chìa khóa của mọi thành công, tuổi trẻ là lực lượng góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng quê hương văn minh hạnh phúc. Chúng ta chào mừng khối dân sinh hội người cao tuổi đang tiến vào lễ đài. Hưởng ứng phong trào thực hiện 16 chữ vàng mà Trung ương đội phát động, tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, trong suốt chiều dài dựng nước và giữ nước của dân tộc, các thế hệ người cao tuổi Việt Nam đã cùng quân và dân cả nước đứng lên chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Từ sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức cơ hội từ xã đến xóm đã đi vào hoạt động có nề nếp, thực hiện nhiệm vụ chính trị, động viên người cao tuổi vui sống khỏe, sống có ích cho xã hội, nêu gương sáng cho con cháu, gia đình và dòng họ. Ngoài những phong trào do Trung ương hội phát động, hội người cao tuổi xã Diễn Nguyên đã lập nhiều câu lạc bộ như câu lạc bộ quê hương quê, câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh,
nhiều tấm gương người cao tuổi, tuy tuổi cao sức yếu, song các cụ vẫn đem hết trí tuệ, tài năng và kinh nghiệm của mình góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương. Nhiều năm liền, Hội Người Cao Tuổi được công nhận là tổ chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đang tiến về đề tài là lực lượng công an viên, dân quân tự vệ xã Diễn Nguyên, phát huy truyền thống của lực lượng vũ trang huyện nhà, lực lượng công an, quân trưởng xã Diễn Nguyên quyết tâm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thực hiện vững mạnh, đảng bộ, chính quyền và nhân dân thường xuyên chú trọng công tác xây dựng lực lượng thanh niên, dân quân tự vệ, làm tốt công tác chính trách, hậu phương quân đội, 100% thanh niên đến độ tuổi tham gia đăng ký nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng lên đường nhập ngũ khi có lệnh gọi. Là lực lượng thường trực sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu, làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc, bảo vệ địa phương cơ sở. Đồng thời là lực lượng xung kích trong bảo vệ, phòng chống chống, khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh và vận động nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Lực lượng công an, quân sự trong những năm qua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chính quyền và nhân dân giao phó, xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chúng ta đang nhiệt liệt chào mừng lực lượng giáo viên trường cấp 3 trường học đang từ từ tiến vào nghĩa đài, là đội ngũ trí thức đang giảng dạy đào tạo các thế hệ học sinh một nền tảng văn chương và hiếu học từ truyền thống của vùng đất Quan Châu, với biết bao hiện tài đã làm nên nghiệp lớn được dân tộc mãi mãi lưu danh. Trong sự nghiệp chồng người của các thế hệ nhà giáo đã và đang được kế thừa và phát triển. Hôm nay trên mảnh đất Diễn Nguyên, ba cấp học cơ bản ổn định về cơ sở vật, các thầy cô giáo đang ngày đêm chăm lo sự nghiệp chồng người, phong trào xã hội giáo dục được đẩy mạnh toàn diện. Hàng năm các trường được công nhận tiên tiến và tiên tiến xuất sắc, số lượng học sinh giỏi tỉnh huyện ngày càng tăng, tỷ lệ học sinh đầu tốt nghiệp vào trường công lập tuyển chức tốt đầu trong toàn huyện. Đã 3/3 trường đạt danh hiệu trường chuẩn, 3/3 trường đạt danh hiệu và dự kiến đơn vị văn hóa. Với những thành tích đã đạt được, chúng ta tin tưởng rằng trong thời gian tới, chất lượng giáo dục dạy và học của ba nhà trường tiếp tục được nâng cao, trang bị cho con em xã Diễn Nguyên có đủ trí lực để bước vào đời vững chắc trên con đường hội nhập và phát triển của quê hương đất nước. Kính thưa các vị đại biểu và toàn thể nhân dân, được thành lập ngày 6 tháng 12 năm 1989 với hơn 80 hội viên, các anh là những người đã trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, qua 24 năm xây dựng và trưởng thành. Đến nay, Hội Người Cao Tuổi xã Diễn Nguyên có 340 hội viên, là một tổ chức quan trọng trong hệ thống chính trị nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên và nhân dân. Với truyền thống và bản chất anh về đời cụ, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, các anh chị đã trở về với đời thường, tiếp tục cống hiến sức mình cho sự nghiệp xây dựng bảo vệ quê hương. Đã có nhiều tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Phát huy truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam, Hội Người Cao Tuổi xã Diễn Nguyên luôn đi đầu trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhiều năm liền được huyện hội công nhận là đơn vị trong sạch vững mạnh xuất sắc. Hội cựu chiến binh xã Diễn Nguyên thực hiện là tổ chức tin cậy vững chắc của Đảng, chính quyền và nhân dân trong cuộc cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đang tiến vào lễ đài là đoàn diễu hành Hội Nông dân xã Diễn Nguyên. Vào thời khắc lịch sử của nước nhà hòa vào thống thống Xô Viết năm xưa, nông dân Diễn Nguyên đã cùng nông dân xứ Nghệ làm nên một Xô Viết nghĩa tính chói người, dũng khí cách mạng 1930-1931. Tổng Xô Viết Nghệ An vang động, Bắc Trung Nam còn sống đấu tranh, hầm than sưởng máy nổ tranh, đứng lên tự cứu mà giành ấm no. Ngày 21 tháng 8 năm 1945, cùng với cả nước, hàng ngàn nông dân Diễn Châu, trong đó có nông dân Diễn Nguyên, từ khắp nẻo đường kéo về phủ Diễn giành chính quyền từ tay bọn phong kiến cho cách mạng, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử đấu tranh của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. 60 năm qua, từ khi xã Diễn Nguyên được thành lập, Hội Nông dân xã ra đời với hơn 200 hội viên. Đến nay, hội đã có hơn 3.000 hội viên, phát huy vai trò, vị trí quan trọng trong sự nghiệp
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng thành công mục tiêu quốc gia nông thôn mới, phong trào nông thôn sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Các hoạt động sáng tạo nhà nông đô tài đã xuất hiện trong nhiều dân giỏi, điển hình tiên tiến là tổ chức luôn đi đầu trong việc thực hiện nghị quyết của Đảng bộ, chính quyền địa phương, nhiều năm liền được hội cấp trên tặng giấy khen là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chúng ta đang nhiệt liệt chào mừng đoàn diễu hành của Hội Phụ nữ xã Diên Nguyên, trong suốt chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc, dù trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào đều có sự đóng góp quan trọng của phụ nữ Việt Nam. Nhiều tấm gương nữ anh hùng đã để lại cho mỗi chúng ta niềm tự hào và kiêu hãnh, hình tượng thiêng liêng nhất mà cả dân tộc Việt Nam tôn thờ với lòng thành kính là danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Tất cả được hội tụ một cách tinh túy nhất trong tâm hồn người phụ nữ Việt Nam đáng yêu và đáng kính. Suốt 60 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã nhà đã đoàn kết một lòng xây dựng tổ chức hội ngày càng lớn mạnh. Từ 200 hội viên của những ngày đầu mới thành lập, đến nay số hội viên đã lên tới hơn 1.500. Hội đã cống hiến tài năng và sức lực, góp phần vào công cuộc củng cố, xây dựng phát triển quê hương với nhiều phong cảnh được Đảng và nhân dân tin yêu. Nối tiếp truyền thống phụ nữ Việt Nam anh hùng bất khuất, quân đội bản năng phong trào xây dựng mái ấm tình thương, phụ nữ xã Diễn Nguyên tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Đoàn diễu hành đơn vị làng Tân Cảnh là đơn vị nằm cách Ủy ban Nhân dân xã gần 1 km về phía tây nam, với diện tích đất tự nhiên 67 hecta, với 260 hộ dân và trên 1.000 nhân khẩu, sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và dịch vụ buôn bán nhỏ lẻ. Ngành nghề kinh doanh ít phát triển, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Song cùng lại người dân xóm một cần cù trong lao động, sống chân thành và cởi mở, nhân dân đoàn kết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, tình làng nghĩa xóm trọn vẹn. Trong những năm gần đây, phong trào của đơn vị đã gặt hái được nhiều kết quả. Hệ thống đường làng ngõ xóm phong quang, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh và hiệu quả. Các tổ chức chính trị xã hội hoạt động đều, bộ mặt nông thôn đã từng ngày thay ra đổi thịt, thu nhập bình quân đầu người từ 13 đến 15 triệu đồng trên người trên năm. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của chi bộ đảng, đồng sức, đồng lòng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện về mọi mặt. Ban tuyên bảo lê đài là đơn vị làng văn hóa Tân Phong Một, là đơn vị được tách ra từ làng đệ nhất xưa, nơi đây có truyền thống nghề thổ chay từ sớm. Đơn vị làng Tân Phong Một có bề dày về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Trong những năm qua là lá cờ đầu trong mọi phong trào, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ban mặt trận xóm biết phát huy hiệu quả từ dân cư tự quản, chăm lo cho khối đại đoàn kết toàn dân, từ đó tạo nên sức mạnh tổng thể để đẩy mạnh phong trào quần chúng. Trong quá trình phát triển, nhân dân sống đoàn kết nhân ái, trọng lễ phải, bằng truyền thống sẵn có từ lâu đời đã hun đúc lên một làng quê đầm ấm, đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển. Với sự phấn đấu cao của cán bộ và nhân dân, năm 2004, đơn vị vinh dự được Ủy ban Nhân dân huyện bằng danh hiệu làng văn hóa. Chúng ta đang được chứng kiến đoàn diễu hành của đơn vị làng Tân Phong Hai. Đơn vị làng Tân Phong Hai là đơn vị được chia tách với truyền thống của làng đệ nhất xưa. Đến nay, phong trào của đơn vị luôn gặt hái được nhiều thành công. Với địa bàn có số lượng ít dân, song bằng tinh thần và trách nhiệm của nhân dân, biết phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đến nay, đời sống nhân dân đang từng ngày thay ra đổi thịt. Tổng diện tích tự nhiên của đơn vị là 56 hecta với 203 hộ và 780 nhân khẩu. Nhân dân đơn vị có truyền thống hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ với nhà nước và tập thể, bằng sự nỗ lực và tinh thần đoàn kết tại cộng đồng dân cư, giữ vững danh hiệu làng văn hóa. Nhân dân chịu khó cần cù trong lao động sản xuất kinh doanh, dám nghĩ dám làm, từ đó đời sống nhân dân luôn ổn định. Các tổ chức chính trị xã hội hoạt động phối hợp nhịp nhàng và đồng bộ. Nhiệt liệt chào mừng đoàn diễu hành đơn vị làng Tân Phong đang từ từ tiến vào lễ đài.
là đơn vị nằm phía đông nam xã, có dòng sông Bùng uốn quanh bao bọc với 275 hộ dân và trên 1.200 nhân khẩu. Đồng quê các tổng thống hiếu học từ đàn văn lễ đầu tiến sĩ vào thế kỷ 15, phát huy tinh thần hiếu học của đơn vị trong những năm gần đây, phong trào xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh, con em của làng mỗi đạt ngày càng đông, tinh thần hiếu học được khơi dậy với niềm tự hào và là động lực tạo nên sức mạnh cho phong trào nơi đây phát triển bền vững về vật chất và tinh thần. Là đơn vị luôn đi đầu trong mọi phong trào của địa phương, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng bộ và chính quyền giao phó, một trong những đơn vị có tiềm lực kinh tế vững chắc, nhân dân cần cù chịu khó trong lao động sản xuất, là đơn vị có tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, đẩy mạnh phong trào xã hội hóa giáo dục, tỷ lệ con em đậu ngày càng nhiều, tỷ lệ học sinh đầu vào các trường đại học, cao đẳng hàng năm đứng thứ nhì trong toàn xã. Đến với lễ hội hôm nay, đơn vị làng Tân Thịnh đang là điểm sáng trên quê hương yêu dấu. Ban giám khảo lễ đài là đoàn diễu hành đơn vị làng văn hóa Tân Ninh, là đơn vị được đón nhận danh hiệu làng văn hóa năm 2010. Với tinh thần và khí thế mới, đơn vị đã nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, từ một đơn vị kinh tế còn yếu kém đến nay là đơn vị có mức thu nhập bình quân đầu người khá, tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong hoàn cảnh khó khăn, vượt qua mọi khó khăn với tình đoàn kết của cán bộ và nhân dân trong làng. Phát huy nội lực vượt qua khó khăn với tình đoàn kết của cán bộ và nhân dân làng Tân Ninh đã tạo nên bức mạch để đời sống nhân dân ngày càng ổn định. Phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao được nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ. Đến với lễ hội hôm nay, cán bộ và nhân dân làng Tân Ninh đang hứa hẹn những thành công mới. Tiếp đến là đoàn diễu hành biểu dương lực lượng của đơn vị làng văn hóa Tân Cao, là đơn vị xóm giáo toàn phòng với tinh thần kính Chúa yêu nước, sống phúc âm trong lòng dân tộc. Cán bộ và nhân dân làng Tân Cao luôn giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết lương giáo một lòng, chung tay xây dựng nông thôn mới. Là xóm giáo đầu tiên của huyện Diễn Châu được đón nhận danh hiệu làng văn hóa vào năm 2004, đây và vừa là niềm vinh dự tự hào cho nhân dân, song cũng là trách nhiệm cho địa phương để tiếp tục phát huy hơn nữa giá trị danh hiệu làng văn hóa. Với gần 200 hộ dân và gần 1.000 nhân khẩu, nhân dân làng Tân Cao đã vươn lên trong lao động sản xuất, là đơn vị đi đầu trong xây dựng kinh tế mô hình và lao động đi làm ăn xa. Đến nay, đời sống của bà con giáo dân đã được đầy đủ, no ấm, các hoạt động xã hội được chú trọng, đặc biệt như phong trào văn nghệ, phục vụ lễ hội, phong trào bóng đá, thiếu niên phát triển ngành, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đơn vị được là động lực góp phần vào sự phát triển của quê hương. Đang từ từ tiến vào lễ đài là khối diễu hành làng văn hóa Tân Châu, một đơn vị có số dân đông nhất toàn xã và là một trong 6 đơn vị đầu tiên đón nhận danh hiệu làng văn hóa cấp tỉnh đầu tiên trên địa bàn huyện Diễn Châu. Với truyền thống là đơn vị thuần phong mỹ tục, người dân cần cù chịu khó trong lao động sản xuất, vì vậy đời sống của nhân dân luôn ổn định và phát triển bền vững. Đơn vị luôn là lá cờ đầu trong mọi phong trào, được đảng bộ và chính quyền địa phương ghi nhận. Cán bộ và nhân dân đoàn kết đồng thuận giữa ý đảng lòng dân, đã tạo thế và lực mới trên con đường xây dựng nông thôn mới. Trong những năm gần đây, nhân dân đơn vị đã xác định rõ vấn đề tập trung đầu tư cho các hoạt động như phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, được nhân dân và con em trong làng nhiệt tình tham gia hưởng ứng. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập xã Diễn Nguyên, cán bộ và nhân dân làng Tân Châu cũng như mọi người dân trong toàn xã đã và đang tích cực thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, đẩy mạnh các phong trào thành lập chào mừng quê hương tròn 60 tuổi, hướng tới những trang sử mới trên mảnh đất quê hương này. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, chúng ta vừa được chứng kiến chương trình diễu hành quần chúng của các đoàn thể và nhân dân xa nhà tại lễ kỷ niệm 60 năm có tên gọi Diễn Nguyên. Mặc dù trong điều kiện đời sống nhân dân đang gặp nhiều khó khăn, song đã thể hiện được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, là hình ảnh của quê hương Diễn Nguyên yêu dấu với sự nghiệp xây dựng và phát triển. Xin được trân trọng cảm ơn các quý đại biểu cùng đồng bào, đồng chí và các bạn. Thank you.
Và tiếp theo chương trình là chương trình màn đồng diễn thể dục dưỡng sinh của người cao tuổi và màn múa đồng diễn của khối học sinh trường trung học cơ sở. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Chúng ta chuẩn bị múa bài đồng diễn, múa hát. Nhịp trước, hấp. Rồi. Nhịp bên trái, hấp. Rồi. Bài thức thủ kinh, bắt đầu. Hey!
60 người có đội chim đi. Đi tầm 2 mà. Đề nghị nhân dân và các xóm giữ nguyên vị trí để chúng ta sau chương trình hội nghị cao buổi để chúng ta kết thúc, không di chuyển. Xin cảm ơn chương trình Thức Phúc Binh của Hội Người Cao Tuổi. Đề nghị chúng ta nổ tràng pháo tay chào mừng, chúc mừng và cảm ơn các cụ trong hội viên Hội Người Cao Tuổi. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, lễ kỷ niệm 60 năm thành lập xã Diễn Nguyên, tháng 11 năm 1953, tháng 11 năm 2013 đã